là cái thời điểm mà mặt trăng tròn và lớn nhất trong năm. Nhân tiện nhắc đến mặt trăng, hôm nay Giá Bảng Luxury sẽ giới thiệu tới các bạn một mẫu đồng hồ gắn liền với công cuộc chinh phục vũ trụ. Đặc biệt tại phiên bản lần này còn sở hữu bộ lịch tuần trăng thiên văn. Vâng, đó chính là chiếc đồng hồ Omega Speedmaster Chronograph Moonphase. Mặt trăng trên đồng hồ mặt trăng, một cái tên khá là lạ lẫm cho một chiếc đồng hồ rất là đẹp của Omega. Nhưng đây lại là thực tế. Những chiếc moonwatch truyền thống sở hữu cái cỗ máy lên dây và không có bộ lịch tuần trăng như thế này. Quá nhiều thông tin về trăng và liên tưởng đến trăng trên một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này thì có đường kính là 44mm, chính xác là 44,25mm, dày 17mm. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi về kích thước của mẫu đồng hồ này so với những người tiền nhiệm. Những mẫu đồng hồ Speedmaster thường chỉ có đường kính 42mm và dày 13,5mm mà thôi. Tuy vậy, bạn cũng phải biết rằng tính năng lịch tuần trăng là một tính năng rất là phức tạp. Thế nên là nó làm cho đồng hồ dày lên tương đối. Lớp vỏ đồng hồ thì vẫn được chế tác bằng những chất liệu thép không gỉ quen thuộc và vẫn theo thiết kế truyền thống của Speedmaster với vành bezel màu đen, có thang đo tachymeter. Tuy vậy, Speedmaster Moonphase được sử dụng những công nghệ mới nhất của Omega như hợp kim liquid metal và gốm ceramic. Và ceramic chính là chất liệu có công thức hóa học là ZrO2 với cái độ cứng cao, khả năng chống ăn mòn tốt. Tuy nhiên, vì độ cứng quá cao nên chế tác trên cái chất liệu này không hề dễ dàng một chút nào. Có thể gốm ceramic là một chất liệu được nhiều hãng đồng hồ sử dụng, nhưng liquid metal lại khác. Liquid metal là hợp kim độc quyền của Omega. Hợp kim này có cái khả năng tạo liên kết vững chắc với ceramic. Nếu nhìn bằng mắt thường sẽ không nhận ra vị trí tiếp xúc giữa hai cái chất liệu này. Sự kết hợp giữa liquid metal và ceramic được sử dụng trên vành bezel cùng các thông số của thang tachymeter cho ra một kết quả rất là hoàn hảo như bạn đang thấy đây. Vành bezel bằng ceramic được khắc tia laser, sau đó đổ liquid metal vào. Điều này giúp cho vành bezel vốn đã là biểu tượng Omega Speedmaster được nâng lên một tầm cao mới. Áp dụng hai phương pháp hoàn thiện rất phổ biến, đó là đánh bóng gương và làm sức mờ. Thì đánh bóng gương ở hai phần càng nối dây và làm sức mờ ở cạnh giữa của đồng hồ. Mục đích và tác dụng của hai phương pháp này thì làm chiếc đồng hồ có độ tương phản và nhìn chiếc đồng hồ nổi bật hơn, có một cái lớp vỏ bề ngoài nó sáng sủa và bắt mắt hơn. Đây chính là dây da của chiếc đồng hồ này. Thì đi kèm với chiếc đồng hồ chính là dây da cá sấu màu đen với những đường chỉ trắng nổi bật thêu bằng tay rất là đẹp. Về kính của chiếc đồng hồ này thì cả kính mặt trước và kính mặt sau của chiếc đồng hồ đều được làm từ kính sapphire nguyên khối được làm lồi lên. Tiếp đến chúng ta sẽ đi tới màu mặt số. Thì cái mặt số của chiếc đồng hồ này có một cái màu đen mà nó gọi là đen tuyền ấy. Đấy, đen tuyền, đen bóng. Độ hoàn thiện theo tôi thấy là rất là cao. Về bố cục của mặt số thì theo tôi thấy nó là đơn giản nhưng không kém phần phức tạp với hai đồng hồ nhỏ phụ. Với đồng hồ phía bên phải là tích hợp chronograph giờ phút, ở phía bên trái chính là đồng hồ có lịch ngày và kim giây
ở ngay đồng hồ góc 9 giờ. Điểm nhấn của chiếc đồng hồ này có lẽ đó là những cái màu đỏ ở các cái chữ Omega, Pitmaster hay là đầu kim bấm chronograph, hoặc là cái cổng trăng khuyết ở đồng hồ phụ góc 9 giờ. Với một cái chủ đề nó liên quan rất mật thiết tới lịch sử của dòng đồng hồ Speedmaster thì Omega muốn ghi lại cái dấu ấn đặc trưng lên sản phẩm của mình. Và điều đặc biệt đó đã được in trên chiếc đĩa mà trên chiếc đĩa mặt trăng của chúng ta đây. Đây chính là hình ảnh mặt trăng. Nếu bạn để ý thì sẽ có hình ảnh dấu chân người. Kế nó là hình tượng hóa dấu chân của Buzz Aldrin, người đã bay cùng Neil Armstrong trên tàu Apollo 11. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ đi tới phần máy móc. Đây là phần mà tôi yêu thích nhất khi review chiếc đồng hồ. Để cung cấp được cái tính năng tuần trăng, Omega đã sử dụng cái bộ máy Calibre 9904 mới nhất và hiện đại nhất. Bộ máy này thì sử dụng bộ thoát Core Axial truyền thống độc quyền, đồng thời đem đến cho người dùng một cái cách tiếp cận hoàn toàn mới. Cả bộ máy và rotor đều được hoàn thiện bởi những cái đường vân xoáy đồng tâm, tạo hiệu ứng hình ảnh rất là ấn tượng. Bên cạnh đó thì Calibre 9904 còn như một cuốn sách vỡ lòng cho những người muốn tìm hiểu về cơ cấu bộ máy đồng hồ, tại vị trí của hai hộp cót và bánh xe cột, hay của tôi gọi là bánh xe khế này, column wheel. Đây là cái hệ thống mà giúp bảo vệ cơ chế chronograph. Tác dụng của nó thì rất là nhiều, như là làm trang trí bộ máy này, nút bấm thì nhẹ hơn, sướng hơn, rất độc đáo và thú vị. Đó là những cái gì mà tôi có thể nói về cái cỗ máy cùng những cái chú thích như một cuốn sách giáo khoa lớp 1 này của Omega. Bộ máy Calibre 9904 được sở hữu 54 chân kính, một cái con số mà tôi đánh giá là khá lớn, có khả năng kháng từ nghịch trường lực lớn hơn 15.000 volt, hai hộp cót. Bộ máy này có mức dự trữ năng lượng lên đến 60 giờ, có nghĩa là bạn sử dụng được hơn 2 ngày và đến ngày thứ 3 nếu bạn không đeo vẫn sống. Không sở hữu những cái nút bấm ở cạnh đồng hồ, tất cả các tính năng chỉnh giờ, ngày, tuần trăng đều điều khiển bằng nút chỉnh giờ, rất là phức tạp. Tuy đây không phải là phiên bản sản xuất với số lượng giới hạn, nhưng Omega Speedmaster Moonface rất là đặc biệt. Cái sự đặc biệt này thì đến từ chính tính năng của lịch tuần trăng gắn liền với công cuộc thám hiểm vũ trụ vĩ đại của con người. Và giá của chiếc đồng hồ này được niêm yết tại hãng là 9.500 euro. Và đây là tất cả những gì mà tôi có thể nói đến về chiếc Omega này. Thực tế ra là chiếc Omega này chúng tôi chưa kịp review xong thì đã bán. Thế nên là các bạn có thể thấy được cái video này nó chỉ có beauty mà thôi. Rất mong các bạn thông cảm và ủng hộ chúng tôi tiếp trong những video tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.